Rồi vỗ tay cho Phạm Tuyết Nhung quý vị. Đó bây giờ hai đứa tụi bay lên ngồi đứng đó giống như hồi xưa chú ngồi và ba ngồi với mẹ Nhung kìa. Ngồi được không? Dạ không được ạ. Vậy thôi xuống đây. Rồi. Đẹp đôi. Đẹp đôi quý vị. Quá đã phải không? Giọt ly này anh cho em hơn tất cả. Giọt lệ này em đã giết trọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ. Năm sau anh vẫn nhớ nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ thương một người.
khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em, và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thêm. Khi xa em đau